Aeon Life, nước uống Aeon kiềm đầu tiên tại Việt Nam. Aeon Life khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Aeon Life tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Em có nghe phong phanh trong lớp là có một bạn để ý tới em, nhưng mà em hỏi nhưng mà mấy bạn không nói là ai hết trơn á. Rồi cái tới Tết năm đó nhắn tin chúc qua nhau á, thì chỉ riêng cái tin của anh á là em thấy cái chữ lớp rồi trái tim quá trời tim trong đó luôn. Em nói à, vậy thì ra là anh này, nhưng mà lúc đó cô không dám mặt đâu. Chúng ta cùng đến với câu chuyện tình yêu, câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Đúng là cô dâu luôn á. Một cái đầm cô dâu lấp la lấp lánh. Dạ, em xin chào cô Hồng Văn và chào chú Quốc Thận. Em là Thịnh, năm nay là em 30 tuổi, em đến từ Cần Thơ. Nghề nghiệp của em là buôn bán bên ngành trang sức, nữ trang. Em tên là Vân Anh, thì em ở Cần Thơ và hiện giờ là em phụ chồng em kinh doanh buôn bán. Bán vàng. Dạ. Cái nghề gốc của em là dược, em là dược sĩ. Rồi cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau? Hai vợ chồng em được cái là học chung lớp. Đầu năm lớp 10 vào á thì em có thấy vợ em thì tóc rất là dài, như là tới luôn cái đầu gối. Tới đầu gối luôn. Anh Mai Trúc Mã đó. Tóc dài quá cho nên là ấn tượng phải không? Tóc dài rồi bạn thì làm việc á rất là chậm. Nhiều khi mình để ý bạn thì bạn viết từ tốn lắm, khác so với bạn khác, thì lúc đó em mới để ý. Nhưng mà dạ. Lúc đó đẹp nhất luôn. Coi như đẹp nhất nhưng mà chậm nhất đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ về gà. Thường hồi xưa em đi học nha, thường mấy bé đẹp á là bao giờ cũng chậm. Nhưng mà thường chậm. Mấy đứa đó là học giỏi nha. Ừ, cẩn thận á. Chậm. Học giỏi. Dạ, lớp có học tập. Trời ơi, vừa đẹp nè mà vừa có chức quyền trong lớp nữa. Nhưng mà em có để ý anh này không? Dạ không, lúc đó thì em chỉ có biết học thôi. Em không có nhớ mặt người khác. Nguyên một học kỳ 1 là em không có nhớ mặt được bạn nào hết. Em nhớ được có cái bạn ngồi kế bên em thôi hà. Anh á thì em cũng không nhớ mặt luôn. Nhưng em có nghe phong phanh trong lớp là có một bạn để ý tới em. Nhưng mà em hỏi nhưng mà mấy bạn không nói là ai hết trơn á. Rồi cái tới Tết năm đó nhắn tin chúc qua nhau á. Thì chỉ riêng cái tin của anh á là em thấy cái chữ lớp rồi trái tim quá trời tim trong đó luôn. Thì em nói à, vậy thì ra là anh này. Nhưng mà lúc đó cô không nhớ mặt đâu, qua Tết thì mới nhìn coi ai mặt mũi sao. Ngộ hay đi học trong lớp mà không nhớ mặt ai. Cái đêm đó là ngoài cô này ra còn cô nào khác nhận được cái tin nhắn mà có nhiều trái tim gì không? Dạ không anh, chỉ mình vợ em thôi. Dễ gì lúc đó đang say có một mình cô đó mà ở đâu ra mà. Qua năm mới em đã có để ý anh này hơn một chút xíu so với trước đây không? Dạ có, là để ý từ lúc đó là để ý suốt luôn. Nhưng mà em không có nói gì á, lúc đó tính em nó cũng nhút nhát mà em sợ nữa. Ví dụ như á em mà thấy anh đi ngang qua cái là em sợ rồi. Bỏ chạy em đường sợ khác. Là em quay chỗ khác, em đi chỗ khác rồi là em trốn anh 3 năm cấp 3 luôn. Có tin nhắn tin rồi nhưng mà khi mà gặp mặt trực tiếp thì rất là ít nói. Nhưng mà em có biết là bạn này né mình không? Dạ biết chứ chị. Nhưng mà có cảm nhận là bạn này cũng thích mình không? Nói chung là em cũng lo đó, sợ bạn không thích mình. Rồi mình cũng nhắn tin hoài vậy đó. Nhưng mà có thời gian là bạn không trả lời em luôn. Trong 3 năm vậy đó em thủy chung son sắt với một bóng hình đeo đuổi này thôi. Dạ, chứ còn rồi. Em không để ý đến một bạn nào khác. Trong 3 năm thì em chỉ thương một mình vợ em thôi à. Dạ. Ngoài bạn này ra thì trong trường còn có những cái đuôi nào theo em không? Em không có ai theo đuổi ngoài anh hết. Em nhớ là năm lớp 11 có bạn nói với em á là có một bạn học lớp dưới có gửi thư cho em. Nhưng mà em lại không có nhận được cái thư đó. Sau này em mới biết anh lấy cái thư đó trước rồi xử lý người ta trước hết trơn rồi. Tới lúc em vô lớp là em không có biết. Trong 3 năm đó là em đã xử lý bao nhiêu bức thư và bao nhiêu tờ giấy tỏ tình rồi. Dạ. Cũng nhiều quá chị, hay quạo quạo tại mình đã đeo đuổi rất là lâu rồi ta, không được tự nhiên đâu ta đeo rồi tự nhiên cứ nho nho vô cũng hơi ức chế thì em cũng tức lắm. Nói chung là nó cái máu nó hơi sôi sôi lên đó. Ghen đó, ghen. Dạ mình phải hỏi thử coi là lúc nào thì em được bạn này bạn chấp nhận cái tình cảm đó. Của em khoảng cỡ năm 2 em á, thì em tính á là học hết cấp 3 rồi em mới quen. Đụng một phát mà em lên đại học rồi thì em nghe được một cái thông tin anh đang tìm hiểu một bạn khác trong lớp, có nghĩa là bỏ cuộc. Lúc đó thì cũng có một cái sự hiểu lầm nhỏ nhỏ thôi anh chị. Lúc đó thì em học ở dưới Cần Thơ, còn vợ em thì Sài Gòn, thì cũng có một bạn nữa học ở Sài Gòn chung nữa. Thì em nghe thông tin đó là có nghĩa là vợ em đã quen với bạn kia rồi. Thành ra thì em nói chung là cái cảm giác của mình nó hụt hẫng, nó
rất là thất vọng. Tuyệt vọng chứ thất vọng gì cũng tuyệt vọng luôn. Theo mấy năm trời, 3 năm trời đeo đuổi. Cuối cùng đi theo 7 giờ vô học thì 6 rưỡi đã phải tới để canh thơ, canh ơ đồ. 3 năm trời chứ bộ ít ỏi gì. Rồi không tự nhiên lên Sài Gòn cái quen kia. Mà có không? Dạ không có. Thật ra là bạn đó là một cái bạn thân, thân với coi như là anh em họ với em thôi. Vậy là lúc mà em nghe bạn này có một cái bạn người yêu khác thì em có buồn không? Dạ em rất là buồn luôn và em rất là ám ảnh luôn. Như là em khóc rất là nhiều. Trong 3 năm cấp 3 thật sự là nói là không thương anh là không có. Là có thương, có thương, thương rất nhiều luôn. Nhưng mà tại vì lúc đó là mình lo học nè, tính em thì thờ ơ, nên em cứ nghĩ là thôi mình cứ gác lại đi rồi tới lúc thời điểm nào đó thì mình quyết định. Nhưng mà khi tới lúc gần quyết định rồi, gần nói ra rồi thì cái chuyện nó lại như vậy. Có nghĩa là em cũng không hề nói với anh này là em thương ảnh luôn? Dạ em không hề nói, em tính đó là lên đại học xong ổn định rồi thì em sẽ nói chuyện. Dạ đó. Em sẽ nói chuyện với lại cái kiểu như là hơi chảnh chảnh á chị. Chảnh chảnh cái kiểu như của mình thì thôi để đó đi. Rồi tới nào mình rồi bây giờ lý do tại sao mà năm thứ hai là hai đứa đến với nhau? Đúng rồi. Em nhớ là có một lần đó là đi thăm thầy cô giáo cũ á, mới hẹn nhau đi. Rồi xong rồi hai đứa nói chuyện rồi sao kết nhau luôn. Rồi mới phát hiện là dạ, cô này không có quen với cái bạn trai ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó cảm giác em sao? Thấy mình có lỗi lắm anh. Tại vì mình không chịu tìm hiểu kỹ. Dạ, mà quen vậy là quen phải luôn. Quen xa đúng không? Dạ, đứa Cần Thơ, dạ, đứa Sài Gòn. Dạ. Mấy năm? Dạ yêu xa 6 năm. Rồi. Cặp này nó cũng chân chiên quá. Đúng rồi chị. Em lấy tư liệu nên bỏ vô bộ phim Tuổi Học Trò của em được. Nó rất đẹp nha chị. Trong 6 năm đó thì các bạn có bị những cái trục trặc, có những cái biến cố gì xảy ra, một cái chia tay chia chân gì không? Xác định là quen nhau rồi thì tụi em chỉ có xác định là cưới thôi. Em học 6 năm. Dạ em học 5 năm dược với lại thêm 3 năm thạc sĩ nữa. Rồi, là tổng cộng là 8 năm, nhưng mà 6 năm là em cưới rồi. Dạ. À rồi sau cưới khi cưới xong là rồi em vẫn ở trên đây. Vẫn ở trên đại học. Dạ đúng. Còn em học mấy năm đại học? Em học 3 năm rưỡi đại học, rồi 2 năm thạc sĩ nữa là khoảng 5 năm. 5 năm em học đại học gì? Em học về ngành kinh tế nông nghiệp. Một đứa kinh tế nông nghiệp, một đứa dược sĩ, cuối cùng gom lại đi bán vàng, nối tiếp truyền thống gia đình. Cha mẹ vẫn là trên hết. Thôi đúng, nhưng mà anh nói thiệt nghe, trong suốt 6 năm đó thì em có ghen không? Và em có sợ không? Tại vì xa thì em sợ vợ em đó là có tính hay quên, đi học trễ. Thành ra là cỡ khoảng 5 giờ rưỡi là bắt đầu em điện rồi. Chị á, em nói với anh vậy nè là sao? Em rất là ghét cái tiếng chuông báo thức. Nên em muốn là anh gọi cho em buổi sáng. Giờ sáng thức 5 rưỡi sáng không thức không nổi. Giờ chuông báo thức không nổi. Anh gọi thì mới thức nổi. Rồi cái là trong vòng 6 năm, trong 6 năm đi học là sáng nào anh cũng gọi em thức dậy hết. Nói chung là các bạn có một cái chuyện tình đẹp, một chuyện tình quá đẹp từ thời học sinh lên tới thời sinh viên luôn. Bây giờ đám cưới nè, đám đó. Cưới đang đi học mắc mớ gì đám cưới xong chờ luôn 2 năm nữa đi. Tại vì cũng nhiều người theo đuổi quá em cũng sợ, thành ra em nói xác định với vợ em á là thôi cưới em ơi, mình lo mình cưới xong rồi mình tính tới chuyện làm ăn luôn, chứ để lâu quá nó cũng không được. Anh bạn với em mà em không có đồng ý. Ủa sao vậy? Tại vì em muốn học xong thạc sĩ em mới về. Rồi anh thấy em không đồng ý cái anh tự bàn bạc với cha mẹ em, cha mẹ anh xong quyết định ngày luôn rồi thông báo với em thôi. Nó là giờ anh bạn với gia đình rồi đó, mùng 4 Tết là đi qua coi mắt em đó thì bữa đó nhớ chuẩn bị rồi đó rồi về đó. Rồi vậy thôi đó hả? Dạ. Chà sao nó cục ngủng vậy? Tới lúc đó là phải gấp mới được anh nè. Tới để ra trường là nó nhiều việc lắm. Cái suy nghĩ của em á thì hôm nay mới nói luôn là lúc mà em quen nhau 6 năm á, chị em đang học ở Sài Gòn mà em có việc làm ở trên Sài Gòn này luôn. Em rất sợ là phải về dưới quê, bạn bè em cũng ở trên đây hết rồi. Mà khi mà bắt em về dưới quê rồi thay đổi công việc mới rồi không có bạn bè gì hết, trước khi mà anh nói quyết định cưới á thì em cũng sợ là không biết á là những cái suy nghĩ đó của mình á có khi nào là ảnh hưởng rồi hai đứa không có đi được tới đâu hay không. Dạ nhưng mà sau khi mà anh nói là giờ quyết định cưới sớm cái kiểu á thì em thấy rồi ok luôn, em chấp nhận luôn. Thì tới lúc đó là em mới thay đổi cái suy nghĩ của mình là mình quyết tâm là mình đi về. Vợ chồng là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được 6 năm rồi. 6 năm nữa? 6 năm rồi. Rồi cái chuyện tình dạ. này nó dài. Chuyện tình 6 rồi mấy đứa nhỏ rồi? Dạ hai đứa, em bé trai là 4 tuổi còn bé gái là 2 tuổi. Vậy chắc hai chồng lấy nhau không nào có điểm xấu đâu ha. Thấy nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều hả? Ai nói trước đây?
Ở đó em nói trước cho quý vị. Bạn có cái thói quen gì nè, không biết làm gì hết, sáng nào cũng quạo vọ cao có mặt mày hết trơn á. Dạ đúng rồi. Em á thì vô tư mà em vui vẻ, sáng mở mắt ra tự nhiên thấy mặt mày cao có là em khó chịu trong người rồi, thì em có nói với anh, cái em nói 2-3 lần không có, không giải quyết cho em. Là có một hôm là em ẵm con đi phòng khác luôn, em nói giờ thôi em ngủ riêng, giờ sáng anh thức dậy anh tự quạo đi, rồi từ từ cũng xử lý. Ủa lý do gì khó chịu? Là do công việc thôi anh, em làm từ sáng cho tới tối, rồi tới sáng nó cũng hơi mệt, rồi công việc nó cứ chậm anh, nhiều khi vợ em làm việc á nó rất là chậm, thành ra nhiều khi mình cũng hơi tức. Em nhớ một lần là vợ em nói với em, tối ngày anh cứ quạo với em sao kỳ vậy, em cũng ngồi em suy nghĩ lại, sao tại sao mình vậy? Không vui đi, mình vui thì mọi việc nó sẽ suôn sẻ. Đúng rồi, thì từ cái chỗ đó em mới thay đổi. Rồi sau này là em không có còn quạo nữa, nhưng mà đôi lúc cũng có nha anh, nhưng mà bây giờ em hầu như là em nhịn 100% luôn. Nhiều quá hay rồi. Rồi vậy thôi, delete cái đó đi. Bây giờ mình nói cái tật xấu mà hiện ra nó vẫn còn tồn tại á. Anh rất là khó ăn. Dạ, rất là khó ăn, rất là kén ăn luôn. Dường như là anh thích cái món gì là ăn hoài. Ví dụ như là tối nào cũng ăn bánh mì chứ. Bánh mì thịt á, 30 ngày là hết, 20 ngày là tối nào cũng ăn hết luôn. Dạ, đúng rồi. Tôi kiếm được em trai, thằng em trai coi như cũng lâu ngày giờ mới gặp. Trời ơi, cái bánh mì cho nó quyền ảo ghê á em. Để chị cũng thích bánh mì, ngày nào chị cũng ăn được luôn á. Cái này cũng gọi là tật xấu á, nghĩa là ăn cái gì là ăn suốt luôn. Ăn hoài, dạ, ăn hoài luôn. Yêu ai yêu chỉ một người nữa. Đúng một cái tiệm đó thôi. Đúng, ví dụ như mà lỡ mà tiệm này nghỉ rồi mua tiệm khác không chịu ăn. Dạ, bánh mì đó gọi là bánh mì ma. Là 9 giờ tối mới mở cửa. Là anh nhịn đói tới 9 giờ là ăn bánh mì ma. Ăn một ổ xong lên ngủ gì hả? Dạ. Rồi còn gì nữa không nè? Có cái một điểm này nữa là anh ít chia sẻ với em. Hồi xưa nha, bây giờ thì đỡ đỡ rồi. Anh nói là em không có kín miệng. Nên anh không có kể cho em nghe. Anh mà kể cho em nghe là em đi kể em lum chân hả. Nên anh không kể cho em nghe. Tại vì anh đó là một người rất là sao ta, kín miệng luôn. Ai mà kể chuyện gì là không có kể. Nhiều khi em năn nỉ dữ lắm luôn mà cũng không có kể cho em nghe nữa. Năn nỉ sao không kể, kể xong là mai coi như là mọi người biết hết. Dạ, rồi nói vậy đó rồi em giận. Em giận, em nay em đâu có nói với ai đâu, em chỉ nói với vài người xung quanh thôi. Với vài người thôi, chứ đâu có nói với ai đâu. Dạ. Vài người. Người phải ơn. Tại vì cái đó là giống như một người mà nói với mình đó, là người ta tin tưởng mình lắm. Người ta mới nói, rồi nhiều khi em cũng ngại cái vấn đề mà em chia sẻ ra đó. Thì lại người này, người kia, người nọ biết. Kể nó bán nghe. Đó, thành ra vợ em cũng nói, em vợ anh mà sao anh không nói với em. Thì nhiều khi mình cũng đắn đo, nhưng mà rồi thì có những chuyện ví dụ như mà em cũng sẽ nói, ví dụ đơn giản thì mình nói, còn những chuyện mà gọi là bí mật luôn á thì chắc có lẽ không chịu nói, không dám nói, tại vì mình sợ nhiều khi có đã người ta dặn mình rồi đừng có nói với ai nghe, rồi mình nói cũng chỉ nói vài câu, nói cho bà nghe cái bà mặc một lời nữa. Dạ thì đó, bởi vì em mà muốn biết chuyện gì là em không có hỏi anh, em đi hỏi xung quanh đi. Rồi có nhiều khi là những chuyện trong gia đình là em là người cuối cùng biết, bởi vì em giận. Thì đó giờ em với chồng em là chỉ giận nhau có cái khúc đó thôi. Vậy là bây giờ mong muốn thay đổi luôn đi. Mong dạ, muốn thay đổi. Dạ mong muốn là có gì á thì kể cho em nghe đi. Em không có kể cho ai nghe. Em muốn không kể luôn. Dạ em muốn là em không kể cho ai nghe hết trơn. Rồi giờ tới em đó. Tới em nó sẵn đà này em nói đi. Nói đi. Dạ. Chắc là không kín miệng là nhiều là chuyện cho nên nhiều chuyện em mới không chịu kể đúng không? Dạ dạ em thì nói chung tại vì vợ em vô tư thôi. Nghĩa là khi mà nói chuyện rồi đó là mình không có biết cái điểm dừng. Hay là nhiều khi là vô tình tiết lộ cái bí mật. Đó. Cái đó em cũng lo đó. Sợ nhiều khi nói cái chuyện của người ta ra mình nghe rồi kỳ. Nói chuyện của mình nữa. Dạ. Chị ngồi cái trời, chị biết không? Trời ơi, ảnh anh kỹ lắm chị, hột xoàn á là anh cất ở cái chỗ mà ngay trên đầu giường em á. Cái chỗ mà nó có cái tủ á chị. Mà chìa khóa đó là chị biết ảnh kỹ lắm. Anh giấu ở dưới nghe đi. Bởi vậy không có nói em biết. Rồi gì nữa rồi. Ở rồi. Nhà có siêng năng làm việc nhà rồi chăm con nữa. Dạ vợ em thì rất giỏi. Làm việc thì đã giỏi hơn lúc trước rất là nhiều rồi. Lúc trước thì chậm. Làm được việc nhưng mà chậm.
Thành ra nhiều khi em tức, sau này thì giỏi lên rồi, làm việc được, rồi chăm con được. Nhưng mà có cái tật hơi ngủ hay lăn quá trời. Thành ra cái giường của em là tới 2m8 rồi, nó phải bự gì đó. Rồi cứ nằm lăn hết trơn cái giường, em ban đêm em ngủ là chỉ có đúng là được có khoảng cỡ 3 tấc à. Ép vô được dạ. Là cộng như vậy là thêm con em lăn nữa là hai mẹ con chắc cỡ khoảng 2m8 thì chắc cũng 2m5 đó, còn 3 tấc là của anh. Rồi có gì nữa không? Em không hay là hết rồi. Vợ nhắc luôn kìa. Còn cái là nấu đồ ăn là chỉ nấu được một món thôi anh. Dạ. Tại em biết ăn có một món à? Dạ không, em biết cũng được nhiều món lắm, nhưng mà tại vì dạ em nấu đi, em nấu được món gì em? Mì cay. À mì cay. Mùng 1 Tết nấu mì cay cho em ăn buổi sáng. Trời ơi, em ăn bữa đó em muốn chết luôn. Trời ơi. Mà cay là siêu cay luôn, siêu cay. Đầu năm đầu tháng mà siêu cay nữa, cay đắng nguyên năm dạ. Ông trời. Dạ không phải vậy nè, tại vì bữa đó là em nói là đó giờ là em chưa có nấu cho anh ăn được cái món gì hết. Nên em quyết tâm là năm đó là em sẽ nấu cho anh một tô mì thật là ngon để anh ăn. Tại vì anh thích mì, em biết anh thích mì mà. Em quyết định là mùng 1 em nấu. Thì em mua, nhưng mà mua nhầm cái gói mì siêu cay hay sao đó mà em nấu em cũng không có nêm nữa. Thì lúc mà em bưng ra ngon lắm, mình topping nhiều dữ lắm. Ăn ra sao em thấy ngồi sao mà khóc sụt sôi sụt sôi. Cái anh nói thôi sau này từ đây giờ sao đừng nấu ăn nữa. Bà vô tâm á. Đúng rồi, rất là vô tâm vô tư á. Là hết rồi hả? Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì trong số những cái gạch đầu hàng mà em vừa nói ra không? Dạ chỉ mong muốn là mùng 1 đừng ăn mì cay nữa thôi. Dạ, dễ thương quá. Chương trình cũng chỉ biết cảm ơn tụi em từ Cần Thơ lên đây tham gia chia sẻ với mọi người ở trong chương trình. Đúng là hạnh phúc là lựa chọn. Rõ ràng là các bạn phải lựa chọn được đúng cái đối tượng mình yêu thương để mà mình quyết tâm để mình xây dựng một cái cuộc sống hôn nhân về. Thì rõ ràng là lựa chọn yêu thương là lựa chọn hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn hai bạn nghe. Aeolite, nước uống ion kiềm đầu tiên tại Việt Nam. Aeolite khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Aeolite tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với một câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, rất vui khi chào đón hai em đến với chương trình. Rồi, mời các em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Tuấn Đạt, sinh năm 93. Công việc hiện tại là công an. Trời ơi, thiệt luôn á, nhìn nãy giờ đang nói trong đầu á, cái bạn này á, sao mà giống như là ca sĩ hay là diễn viên. À đúng á. Thiệt. Nói là nghề xong nghe mình bị đứng hình đó. Bất ngờ. Em công tác ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Dạ hiện tại em đang công tác ở quận Nhất à. Dạ mời em. Dạ xin chào anh chị, em là tên là Lê Thị Kim Ánh. Em sinh năm 91 và hiện tại em kinh doanh mỹ phẩm ạ. Bây giờ quay ngược thời gian lại, hai đứa kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau, lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Dạ thật ra thì ban đầu là hai đứa em là bạn bè chung chơi chung một nhóm vậy đó. Là hai đứa em không phải là gu của nhau, em lớn hơn Đạt 2 tuổi. Thì lúc đó thời điểm đi chơi chung á là Đạt còn kêu em bằng chị nữa. Dạ thì còn em, gu của em thì em thích những người tròn tròn, mà thời điểm đó là chồng em rất là ốm mà cao, ốm khoảng 60 mấy ký thôi, nhưng mà nói chung là cũng điển trai nhưng mà ốm lắm. Em đi chơi chung thì em độc thân. Em đi một mình, em đi một xe, còn chồng em thì tình cảm rất là phong phú. Hôm nay thì chở cô này, ngày mai thì chở cô nọ, trong một tuần là rất là nhiều người. Thì trong nhóm bạn chơi chung mới nói là ôi, nếu mà chơi bạn bè thì Đạt rất là ok, rất là tốt, nhiệt tình. Còn mà về tình cảm mà dính vô Đạt một cái là thôi luôn. Ghen không mà mắc mệt á, đúng, dạ, không? Đúng rồi. Thì em mới sao thấy mà là để bị mang tiếng thua luôn. Dạ. Thì sau đó cũng có một lần là cả nhóm đi chơi chung thì kể những câu chuyện vui rất là hài, thì cười đứa nào cũng cười ha hả ha hả, tại vì rất là thoải mái mà. Thì em vô tình em xoay qua Đạt thì em thấy Đạt cười rất là nhẹ nhàng, cái nụ cười rất là đẹp, tại vì Đạt có đồng tiền mà em rất là mê những người mà có đồng tiền trên mặt, nói chung là rất là duyên. Đó thì lúc đó bắt đầu là em để ý đến Đạt, thì mình bắt đầu mình đi chơi, mình lười đi xe nữa, mình không đi xe nữa. Nhờ Đạt qua chỗ tại hai đứa nhà rất là gần. Em giải thích đâu chị nghe coi lý do tại sao đó cứ một tuần chở gì 6-7 cô vậy. Thực ra thì lúc đó còn trẻ mà cũng dạng như tìm hiểu thôi, ví dụ em cũng nói chuyện trên mạng rồi hẹn ra uống nước thì chở đi chung, mà em mau chán lắm, không biết giờ uống nước xong rồi giờ đâu biết làm gì nữa đâu, thôi cái bạn bè rủ chạy ra luôn, chở ra chung luôn. Dạ có, em nhớ là cái đoạn thời gian đó là tụi em chơi ma sói,
mà nếu mà cái ván đó mà không kiếm ra được ma sói là ai á, là cứ chơi hoài chơi đến khuya luôn cũng chưa có hết nữa. Là chồng em cứ nhắn tin là ảnh về chưa, trễ rồi, thì em mới nói là chưa có xong, chơi gì em còn mê chơi đó, kiểu vậy đó. Mà 12 giờ mấy 1 giờ là vẫn chưa xong luôn. Cái chồng em mới nhắn là thôi trễ rồi, để lên rước về. Thì lúc đó em mới nói là thôi lên rước làm cái gì, em có đi xe máy mà đó. Cái mà cái chồng em nói nếu mà anh đi xe máy thì để Đạt chạy thêm một chiếc xe nữa, là hai đứa cùng nhau đi về, là tiễn về là hai chiếc xe đó. Cái xong rồi bạn bè mấy anh chị đó nói trời ơi Đạt nó thích em rồi đó, chứ tự nhiên nó rảnh mà nó lên tiễn về như vậy, mày có đi xe mà đó. Xong rồi em mới nói không, Đạt có thể là em chỉ là một trong những sự lựa chọn của Đạt thôi, chứ không có thích đâu. Là em không có chịu đâu, không chịu vậy đâu. Thì có một lần là trời mưa là Đạt qua rước em đi cà phê, mà cũng chỉ tâm sự về gia đình cuộc sống, tại vì ba Đạt là mất sớm, mà thời điểm mất đó là Đạt chuẩn bị đi học, em trai rất là nhỏ, mà em trai chuẩn bị đi thi đại học nữa, mọi thứ nó cứ dồn dập rồi cứ đi học. Thì ở trên đó thì rất là lo về nhà. Em mới vô tình em nói là nếu mà Đạt không thay đổi bản thân, không thay đổi cuộc sống và không thay đổi tình cảm của Đạt thì Đạt mãi buồn. Tối hôm đó về là nhắn tin khuya, nhắn tin cho em một lần, dọn dẹp sạch sẽ để mà đón một cái tình cảm mới và thay đổi chính bản thân mình. Trời, em đọc được cái tâm thư đó, em cảm động không? Trời, em cảm động lắm. Và sau đó là em bắt đầu em mới chấp nhận, em nói chắc là cũng thay đổi nè, cái người này không phải là xấu, mà chỉ là người này chưa tìm được cái chỗ chưa ai coi như là khai phóng được cho. Dạ đúng rồi, đó. Kiểu đó. Điều gì ở bạn này mà em lại tự nhiên chọn cái sự sâu đậm, cái tình cảm sâu đậm như vậy? Thứ nhất là lắng nghe, cho người khác lời khuyên mà cho một cách nhiệt tình luôn á. Độc lập như là cứ từ nhỏ là như vậy rồi. Rồi bao lâu mới cầu hôn? Thường ví dụ những cặp đôi khác á là quen nhau rồi cầu hôn rồi cưới nhau. Vì anh này làm công an cho nên rất là khác. Là tụi em sau khi mà tìm hiểu nhau là khoảng có một cái khoảng thời gian là phải xét lý lịch nữa. Là em phải phù hợp. 6 tháng đó thì người ta thì ba mẹ cũng qua nói chuyện, nhưng mà chỉ là nói chuyện trước để mà cho hai đứa tìm hiểu và sau này có đám cưới. Chỉ là nói chuyện trước thôi, rồi cũng không có cầu hôn, tại vì cũng chưa biết được là bản thân mình là có được cưới hay không. Thì sau đó sau 6 tháng thì mới tổ chức mới báo về là em cưới được, ok, hợp lệ. Sau đó mới phải đi làm giấy kết hôn. Em cũng suy nghĩ ủa tại sao mình chưa được cầu hôn mà mình phải đi giấy kết hôn. Ủa kỳ vậy, cầm tờ giấy kết hôn rồi mà mình vẫn chưa được cầu hôn luôn. Trước cưới 1 tháng là mới bắt đầu cầu hôn. Cầu hôn lãng mạn không em? Dạ không. Sao cầu hôn sao? Dạ không có lãng mạn. Tức là trong thời gian mà chuẩn bị đám cưới là tại vì hai đứa là cũng tự giác được là ba mẹ hai bên neo đơn, tự lên món ăn này nọ, nói chung là rất là nhiều vấn đề và rất là stress. Là hai đứa cứ gây, nhưng mà gây những chuyện vu vơ hoài à. Cái hôm đó cũng gây nhau luôn, gây từ sáng đến tối mà em cũng không nhớ gây được cái gì nữa, mà gây suốt đến tối khuya rồi thì mới chạy qua em. Mà lúc đó là anh này đang đi làm, em nói là thôi có vấn đề gì thì ngày mai giải quyết đi chứ khuya rồi, buồn ngủ quá chịu không nổi. Anh này đứng đợi trước nhà suốt luôn, đứng đợi 2-3 tiếng luôn, thì cuối cùng về cũng đâu có giải quyết được, tại vì tối hôm qua em không có gặp. Cái trưa chạy qua nhà em tiếp, trời ơi, tự nhiên rút cái nhẫn ra cầu hôn, đâu có chịu, tại vì đang gây lộn mà. Ví dụ như mình giải quyết xong thì mình mới chấp nhận, cái mình đâu có chịu nữa, nó thôi cất ly cất nhẫn đi, không chịu đó. Đến chiều cũng chưa giải quyết xong luôn, vẫn chưa chấp nhận. Cái em nói là thôi bây giờ để tối rảnh thì nói chuyện hết tất cả coi để trải lòng ra. Rồi đến tối tự nhiên đang nói chuyện cái tự nhiên quỳ xuống cái mới nói là nè bây giờ cầu hôn chính thức nè, đó kiểu đó. Rồi sau đó là kiểu nó cầu hôn 3 lần đoạn trường luôn. Là bắt đầu tối rồi mới bắt đầu đeo nhẫn, rồi chụp hình sống ảo, rồi là mới bắt đầu buổi tối. Trong khoảnh khắc mà ảnh quỳ xuống và ảnh nói những cái lời đó là anh thấy lãng mạn, với anh thì anh thấy nó lãng mạn. Dạ. Anh em thì rất là bất ngờ. Nó bất ngờ chị. Rồi bao lâu thì bắt đầu cưới? Dạ tụi em tìm hiểu cuối năm 2019 rồi tụi em. 2 năm. Dạ. Rồi có con liền không hay sao? Dạ không, tụi em cũng chơi được 1 năm. 2021 là đỉnh dịch. Dạ đúng rồi, đoạn trường. Vậy là lúc đó là sao? Sanh em bé á, là lúc đó là cũng có dịch rồi, nhưng mà chưa có phải là bùng lớn lắm. Sau khi đầy tháng là đỉnh dịch bùng lên trầm trọng luôn. Là lúc đó là chồng em phải đi chụp liên tục luôn, không có về luôn chị. Nhiều ngày luôn á, cả tháng luôn không về, mà cứ gọi về là nhớ vợ nhớ con, tại vì vợ thì mới đẻ, con thì còn có chút xíu mà cứ gọi phải tham về. Mà em không nhớ cái thời điểm đó là chồng em á, tóc tai dài hòn lòn là giống như tật răng vậy đó, đằng sau chồng em phải tham hết, đồng đội đồng nghiệp của chồng em y chang. Anh nào anh nói giống như là nghệ sĩ vậy đó chị. Đó, rồi sau mãi sau này mới mua được tông đơ là anh em tự chắc với nhau luôn. Em với con em cứ suốt ở trong phòng, tại vì lúc đó mình mới sanh mà. Vậy mà một cơn gió nào á là cả gia đình em có triệu chứng luôn. Cái ngày hôm đó là cả gia đình em ho với sốt,
Cái em ở trên phòng em nói chết rồi, cuối cùng là ra mình dương tính. Test xong là nó cũng ra dương tính luôn. Là chứ hai mẹ con bồng nhau mà em không có còn, em khóc đến nỗi mà em không thấy được đường luôn á, em bị stress. Mà lúc đó thời điểm đó là em đang cho em bé bú sữa, không có sữa để cho bé bú luôn, là bắt đầu là phải lấy sữa bột pha cho em bé bú. Bây giờ em sẽ dắt chị với bé vào một phòng cách ly, mà cái phòng cách ly đó là ở dưới hầm, mà thời điểm đó bệnh viện hả quá tải luôn. Lúc đó là thời điểm đó là chồng em chạy về thì đứng trên cái hầm, còn em với em bé là đứng ở dưới hầm, là cách xa nhau mấy trăm mét vậy đó. Em mới nói thôi chồng ơi, ráng rước vợ con về đi, chứ ở đây chịu không nổi đâu, đông người quá mà người ta cũng bị dính rồi. Trời ơi khóc quá trời luôn, em bé nó cũng khóc, tại vì hồi em đâu có nghĩ là đi bị dính, bị ở lại luôn đâu. Người ta chỉ mong á là Covid người ta không dính thôi, còn chồng em ngày nào cũng test dính đi dính đi, chỉ mong là đi test là dính thôi. Thì trong những mọi thứ là giống như hạnh phúc là một sự lựa chọn rồi đó, chồng em lại muốn là dính Covid để mà đi chung với vợ con, nhưng mà chồng em đâu có gặp em đâu cho nên đâu có dính. Ngày nào cũng vậy, thì ở nhà em là em không có triệu chứng, nhưng mà khi đi vào cách ly á, là em lại bị sốt. Em cách ly được 7 ngày là chồng em dính luôn. Chồng em gọi vào, trời ơi mừng quá, mừng quá vợ ơi, vợ dính Covid luôn rồi. Chồng em gọi cho anh đội trưởng, anh nói là bây giờ em không có yêu cầu gì hết, em chỉ có nguyện vọng là em được vào chung chỗ với lại vợ con em thôi. Đó, cuối cùng anh đã nói ok chốt đơn. Là trong vòng 24 tiếng là chồng em đi thẳng vô trong cái chỗ mẹ con em luôn. Em ơi, vậy là rồi cái giây phút mà gặp lại vợ con ở trong dạ, cái khu đặc biệt như vậy, em thấy cảm xúc em sao? Lúc đó nó cũng hiu lắm, mà trước đó là đêm nào cũng khóc, chịu không nổi. Đúng rồi. Tại thật sự lúc mà cái thời điểm đó em áp lực dữ. Có những người họ đi xong rồi họ về, nhưng mà đi thì đi bằng xe, về lại bằng cái khác. Em ở nhà em sợ lắm, nó chết rồi, con em nhỏ xíu rồi, giờ không biết sao. Anh em thì cũng động viên thôi, có nghĩa là qua những cái khó khăn, qua những cái biến cố, mà nhất là trong cái giai đoạn dịch là không ai muốn cái chuyện nó xảy ra cả. Đó, chắc lẽ là bây giờ là hai vợ chồng vui vẻ hòa thuận nhau, không có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có chứ. Nãy giờ kể cái chuyện nó buồn không, mà bây giờ đó, giờ tới em đó. Dạ em kể đi. Dạ em thì xưa giờ em thấy cái gì cũng được hết, mà chỉ có cái hay quạo. Hay cọc. Dạ đúng rồi, tánh cọc lắm, mà kỳ gì nữa. Cái chuyện giống như có những chuyện xảy ra mà đâu phải em làm đâu, em cũng không muốn. Mà vợ em bắt đầu bực bội, xong rồi quay qua không ăn hiếp được ai, ăn hiếp mình em. Cái thôi mỗi lần giờ em cọc với em vậy. Thôi kệ đi, đầu óc giờ kiểu sau dịch với lại rồi này kia rồi thôi kệ đi. Mỗi lần gây lộn hay là gây nhau là chồng em đi ngủ. Vừa bắt đầu gây là nghe em ngái rồi là xong luôn im. Dạ. Vợ em thì xưa giờ kiểu gồng gánh cũng nhiều. Thường là về mặt bên ngoài, kinh tế rồi cuộc sống, nên những cái như nội trợ thì vợ của em yếu, không biết làm luôn. Rồi ở nhà ai nấu ăn? Dạ hôm thì mẹ vợ em nấu, hôm thì mẹ em nấu. Như là cứ đi ăn ké ông bà thôi. Phụ huynh còn hai đứa ở bên ở riêng ở hai bên chung. Tại vì gia đình hai đứa em rất là gần nhau thì cứ sẽ đi đúng không? Dạ, dạ em tiện. Ở bên ngoại thì tối thì về nội. Nhà vợ em mà qua em chắc cỡ 5 phút trong trạng thái là ăn ké. Dạ đúng. Dạ, đúng 24/6 nhà nội, 3/7 nhà ngoại đó. Đúng không? Đó giờ thấy em đó. Dạ chồng em thì hay mè nheo lắm. Anh chị nhìn như vậy chứ như con nít vậy đó. Đi làm thì ngoài rất là nghiêm túc, còn về nhà cứ mè nheo. Mà em thì đi ở nhà làm việc tại nhà cho nên rất là bận, giống như là cứ soạn hàng rồi check tin nhắn. Nhưng mà chồng em mỗi lần mà về cứ mè nheo hoài, mà mình rất là bực, giống như là để cho mình làm xong đi rồi mình sẽ có thời gian. Còn chồng em cứ vợ ơi vợ à, kiểu vậy đó. Giống như là ở nhà em chỉ có một đứa con gái nhỏ xíu à, mới có hơn một tuổi mà em cảm giác giống như em có hai đứa vậy đó, một trai một gái. Phải đi làm nhớ vợ đó. Dạ. Đi lại bên ngoài cái công việc đặc thù, cái công việc của chồng em là phải cứng rắn. Về nhà mới cho ta xả ra. Dạ, đúng rồi, về đúng nhà là xả hết luôn á. Vậy là mong muốn thay đổi gì? Lắm á. Em ở trong phòng em gào liễu lắm. Mà em lên la, khóc cái gì nữa, giờ lỡ rồi. Cứ gào rồi. Vậy xung quanh ta biết hết, mời ta biết hả? Thật sự là em chỉ hy vọng là chồng em có thời gian hơn cho vợ con thôi. Em bé thì nó còn quá nhỏ. Nào mình được nghỉ thì mình đừng đi đâu nữa, mình chỉ có phóng về nhà với vợ với con mình thôi, đúng không? Chứ thời gian tụi em đâu có nhiều. Lễ Tết là đi chụp, chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi. Rồi thôi chúc hai đứa hạnh phúc hoài nha. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi năm sau nếu mà được thì có thêm một con mèo vàng xuất hiện. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi cảm ơn hai em. Dạ cảm ơn. Yeah.
Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. À, rất là vui mừng chào đón hai em đến với chương trình. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên thì cho em xin phép chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Văn Quý, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp chính của em là nhân viên kỹ thuật. Em tên là Mai Thu Quỳnh, em 26 tuổi và công việc của em là chuyên viên nhân sự. Thời gian vừa qua hai đứa ở nhà đó, rồi có xung đột nhiều không? Hay là cảm thấy là mình gắn kết với nhau hơn, yêu thương nhau hơn? Thì em cũng chia sẻ thật lòng luôn. Trong cái thời gian giãn cách vừa qua thì nhà em thì cũng không được may cho lắm, là chồng em là F0, chồng em là dương tính. Thì cái thời gian đầu mà cách ly ở nhà thì anh xấu tính lắm chị, kiểu giống như là ảnh bị stress vậy, ảnh rất là xấu tính với em luôn. Phải mất khoảng rất là nhiều thời gian để em động viên, an ủi thì hai vợ chồng mới gắn kết lại được với nhau. Khi mà em phát hiện là em bị F0 đó, thì cái tâm trạng của em lúc đó nó như thế nào? Rất là lo lắng. Thứ nhất là gia đình thì có em bé nhỏ, thì em sợ là lây cho nó từ trước mà mình không hay á, rồi lo lắng cho vợ. Bao lâu thì em hồi phục? Khoảng 14 ngày thì bên đơn vị y tế phường, người ta qua người ta test cho mình thì kết quả là âm tính. Thì người ta sẽ chứng nhận cho mình là hoàn thành cách ly. Nói chung là cũng chúc mừng em. Dạ. Đã vượt qua được. Thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian trở lại với cái quá khứ đi. Kể cho anh nghe coi cái lần đầu tiên hai em gặp nhau là như thế nào. Hai vợ chồng em làm chung một công ty, thì làm phòng nhân sự, chồng em thì làm kỹ thuật. Chồng em thì làm ở đó thì lâu lắm rồi, khoảng 5-6 năm về trước rồi, còn em là nhân viên mới. Lần đó là phòng em có cái tổ chức một cái cuộc họp nội bộ, tất cả các bộ phận sẽ tới trong cái cuộc họp đó. Bữa đó thì em cũng hơi không có được khỏe trong người, em mới nói với các anh kỹ thuật là giúp em là mở cái máy lạnh nó ấm ấm lên chút xíu, thì em cảm thấy em lạnh quá. Thì anh này anh có đi mở lại cái máy lạnh, nhưng mà em vẫn cảm thấy lạnh, rất là lạnh luôn. Xong cái hết cuộc họp đó, em ra em chặn ông này ngay trước cửa. Em nói là anh Quý, anh mở cái máy lạnh kiểu gì mà em cảm thấy nó lạnh quá vậy? Cái ảnh mới nói với em là nếu em lạnh thì có cần anh nắm tay em không? Có cần anh nắm tay em không? Cái ảnh với ảnh đưa cái tay ra. Cái câu nói đó là em rớt luôn đó phải không? Dạ, tại vì thời gian đó là em cũng 5-6 năm không có bạn trai, tự nhiên có người đưa tay cho nắm tay, cái tự nhiên mình nắm tay luôn. Rồi có bớt cái lạnh không? Dạ. Thì cái tay ảnh nó rất là ấm. Có điện em ơi. Dạ, chị muốn hỏi chồng nè, trong cuộc họp đó em có để ý gì đến vợ em không? Thật sự thì em cũng không có để ý gì. Nhưng mà từ cái lúc mà ra phòng mà bạn chặn em để mà hỏi á, thì mình cũng vui, mình thấy mình chọc thử cái bạn này phản ứng như thế nào. Ai ngờ đưa thiệt. Đưa thiệt thì mình thử, mình nắm thử coi như thế nào. Nắm xong rồi thì mình cảm thấy là hồi hộp, tim đập rất là nhanh. Vừa xuống tới phòng là em bắt đầu em đi chi tìm số điện thoại liền. Tối hôm đó thì em cũng không có nhắn gì nhiều. Khoảng 9 giờ thì em chúc ngủ ngon thôi. Khoảng cỡ một tuần thì em cũng không có nói tên gì hết, em chỉ nhắn đơn giản là chúc em ngủ ngon thôi. Mà em có đoán được ai không? Thật sự là em không có biết là ai luôn. Em thỉnh thoảng cũng hay nhận những cái loại tin nhắn nặc danh như vậy. Em cũng hơi nghi là anh này, nhưng mà anh này anh cũng khôn, anh lấy cái số điện thoại không có nằm trong danh sách nhân viên. Nên là em tra cũng không ra, mà cái số đó cũng không có cái kết nối với mạng xã hội gì hết á. Sim rác đó. Mình không biết là ai hết trơn á. Hỏi là ai cũng không nói, mình rất là tức nha. Bữa đó là em tới 9 giờ đó là em thấy tin nhắn tới thì em tức lắm, rồi em mới nói là bây giờ anh mà không nói cho em biết anh là ai thì anh đừng có nhắn tin cho em nữa, anh đang quấy rối cái cuộc sống của em rồi đó. Cái thứ ảnh cũng hơi sợ hay sao á. Cậu mới đưa cho em số điện thoại mà có cái Zalo của ổng. Cái mới vô cái Zalo đó thì em phát hiện ra là rồi đúng là ông nội này rồi. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới coi như là chính thức quen nhau? Chính thức đó. Ừ. Đó là khoảng đầu một tháng anh nha. Dạ một tháng. Tại vì cơ bản là em cũng nhát. Nhưng mà trong cái thời gian một tháng đó thì bạn này cũng tới sinh nhật. Thì em cũng đi mua một món quà để em tặng. Cái cách thức em tặng em cũng giấu luôn. Không giấu hoài vậy? Chuyên gia đặt danh gì? Chuyển lên cho bạn. Thì bạn không biết là ai. Xong rồi á, cái lúc mà bạn điều tra ra được á, thì bạn có mang quà xuống trả. Lý do?
Lý do là tại vì đâu có quan hệ quen biết gì đâu, tự nhiên đi nhận tặng quà sinh nhật cho người ta. Trước đó đã quấy rối em như vậy mà tự nhiên, tại vì cảm thấy mình nhận như vậy giống như là mình dễ dãi quá đó. Xong rồi em nghĩ trong bụng em nói trời ơi, mình cất công mình đi lựa, mình cực khổ quá mà trả lại cho mình. Xong rồi em ngớ trong bụng nói dám trả quà lại cho tôi thì tôi quyết tâm tôi cua lại cho đổ mới được. À, cua cho bỏ ghét đó đúng không? Dạ, thì sau ngày sinh nhật thì em cũng nhắn tin, cũng trò chuyện, nói chung là cũng trao đổi về cuộc sống hàng ngày thôi. Khoảng cỡ một tháng thì tụi em cũng quyết định là hẹn hò. Rồi cái món quà đó làm sao? Món quà đó món quà hay là thì, trả lại, có tặng lại không? Dạ thì em vẫn giữ lại. Khi mà em tỏ tình với bạn xong thì em cũng lấy món quà đó là tặng tiếp. Cái món quà đó bây giờ em có sử dụng trên người không? Dạ không, là cái món quà đó là một cái con gấu bông. Cái món quà đó bây giờ con gái em đang thừa hưởng rồi. Rồi cái chuyện mà ảnh tỏ tình với em á, có cái gì đó đặc biệt không? Lúc đó là em tỏ tình với bạn là ở trên cầu Thủ Thiêm. Thật ra thì nó cũng có một chút đặc biệt như thế này. Tức là trước khi anh đã tỏ tình với em á, thì anh có hỏi em hai câu hỏi. Gia cảnh của anh á thì không có phải là giàu có, anh là dân tỉnh này kia, thì hỏi em có ngại cái vấn đề mà kinh tế gia đình không. Thì em mới nói với ảnh đó là em không có quan trọng cái vấn đề đó, em chỉ quan trọng cái vấn đề là anh có chí tiến, anh có chịu khó làm ăn sau này hay không. Sau ảnh hỏi em thêm một câu nữa là em có bao giờ sẽ hỏi anh là nếu mà em và mẹ rớt xuống sông thì có bao giờ đặt anh vô cái tình huống là sẽ chọn cứu ai trước hay không. Thì em nói là em sẽ không bao giờ em hỏi anh về cái vấn đề mà phải lựa chọn giữa mẹ và bạn gái của mình, hay là sau này là em cũng có làm vợ thì cũng sẽ không bao giờ bắt phải lựa chọn như vậy. Là bao lâu tụi em mới làm đám cưới? Dạ thì khoảng cỡ một năm bác sĩ kêu cưới. Cái ví dụ mà bác sĩ không kêu cưới thì tính mấy năm mới cưới? Trong dự định hai đứa thì từ 2 năm tới 2 năm rưỡi. Rồi cái hoài thai đó là mình có được cái sự kết hợp ở đâu? Cái vụ đó là ở trên Đà Lạt. Chồng em ảnh có một cái nỗi ám ảnh với lại Đà Lạt, tại nghe người này người kia nói là cặp đôi nào mà lên Đà Lạt là thể nào cũng chia tay. Cho nên là năn nỉ ảnh đi Đà Lạt bao nhiêu lần không bao giờ ảnh cho em đi. Em ơi, em phải nói một cái gì để cho nó rõ ràng nha, tại vì khán giả Đà Lạt thì nhiều lắm. Thì em cũng nghe trên mạng xã hội thôi, đi Đà Lạt về thì một là chia tay, hai là thêm người. Dạ thì em may mắn là em trúng vô cái trường hợp thứ hai. Thì cái lần đó là do là công ty em tổ chức đi du lịch hàng năm ở Đà Lạt á. Ủa em, nhưng mà đi chung công ty vậy rồi sao hai đứa ở chung với nhau được? Để xem tò mò quá vậy. Nghĩ. Tức là em có nhờ cái anh mà sắp xếp phòng á, thì ảnh sắp cho em là với một bạn nữ, anh này rồi cũng sắp với một bạn nam, nhưng mà cái đó là cũng là một cặp luôn. Sau đó là hai cặp đổi lại. Khi đi Đà Lạt xong thì lại không may mắn như vậy. Lại chia tay. Ôi, vậy là cái lời đồn của em là chính xác ư? Ừ. Là hai đứa là làm đám cưới được mấy năm rồi cưng? Tính tới hôm nay là tròn 2 năm. Hai đứa ở với nhau 2 năm mà có tật xấu gì không? Đó, đại hội nghịch mặt. Tật xấu của chồng em á thì phải nói là anh này á thì ảnh là kỹ tính. Nhưng mà ảnh kỹ tính combo với cái vụ mà hay quên. Đã kỹ tính mà còn hay quên nữa. Sao có nghĩa là ông kỹ quá rồi ông không nhớ. Đúng là ông không để nhớ đâu. Để đồ đúng đạc không? Coi như là cái gì quan trọng là ông cất rất là kỹ, mà ông cất xong ông quên không luôn. Nhớ rồi là để đâu. Bực bội rồi lại còn bị cặp nữa. Đúng bị rồi. Cặp nữa rồi bắt đầu là giận cá chém thớt. Đâu bây giờ điển hình một sự cố nào đó mà nó thật đáng yêu, kể cho anh nghe coi. Đáng yêu gì? Cái đó đáng ghét chứ sao đáng yêu được em. Không lẽ bây giờ mình dùng từ đáng ghét đúng không? Hả? Ra là ảnh là thường xuyên luôn, có cái lần mà cái giấy xác nhận mà tiêm vaccine covid đó. Thì lúc mà ảnh đi tiêm, ảnh chở em á, thì ảnh có nói với em nè, em ơi nhớ về nhắc anh là cất cái tờ giấy này cẩn thận nha em. Đó thì em cũng nói, em cũng nhắc ảnh là cất tờ giấy này cẩn thận, là mới tiêm mũi một thôi. Xong em cũng không biết ảnh cất ở đâu, thật sự là không biết ảnh cất ở đâu luôn. Sau tới cái ngày mà tới muốn đi tiêm mũi hai rồi đó, bắt đầu là đã, mà lúc đó tụi em cách ly rất là lâu rồi, cho nên là để tìm lại cái tờ giấy đó là thật sự là đã khoảng 2-3 tháng luôn rồi đó. Quên luôn rồi. Xong rồi sao nữa? Đó bắt đầu sùng lụng sục lên, đi tìm tới tìm lui, bới hết chỗ này chỗ kia ra mà tìm, rồi mà vẫn tìm không ra nha. Anh tìm không ra cái ảnh đâm qua ảnh quạo. Ảnh quạo dữ lắm luôn. Ảnh tức thiệt, xong mà cái này hay là em để đâu, hay là em có dục của anh không hay này kia đó, ảnh cứ nói em như vậy. Mà cuối cùng ra thật sự ra
cái tờ giấy đó là ảnh còn để trên cơ quan còn chưa đem về nữa đó. Rồi cái đó là một tật xấu. Rồi tiếp theo còn tật xấu nữa của anh này là kỹ tính mà hay quên nha. Đó, đó. Kỹ tính hay quên, nóng tính là ba tật rồi đó. Anh này thì ảnh nóng tính lên á thì ảnh lại có những cái lời lẽ không kiềm chế, không kiềm chế rất là làm tổn thương em. Ví dụ anh thì cũng khá là, nói chung là cũng là gia trưởng đó, anh muốn em cái gì cũng phải làm theo ý của anh, tức là sau khi mà hai vợ chồng, tức là hai vợ chồng cũng có sự trao đổi qua lại với nhau nhưng mà chốt lại là phải làm theo ý anh. Còn nếu mà không làm theo anh sẽ nói em như nè, em có biết làm vợ không. Là tổn thương đó, phải rất không? Là tổn thương, cái câu nói đó là em cảm thấy tổn thương cực kỳ luôn. Tại vì nếu mà em không biết làm vợ thì ai là người biết làm vợ để anh cưới em về làm vợ đó mà. Đúng rồi đó. Còn không mày hỏi mà em làm mẹ kiểu gì vậy. Em biết không, phụ nữ ngộ lắm, đôi khi không phải là không cần là phải chửi thề hay là đập bàn đập ghế hay gì hết trơn á, mà những cái câu nói nó rất là nhẹ thôi nhưng mà nó tổn thương kinh khủng lắm. Bởi vì nó bao hàm những cái mà nó đụng đến cái thiên chức, cái thiên chức của một cái người phụ nữ á, thành ra là người ta bị tổn thương dữ lắm. Mà mình, tại vì nhiều khi em nói á, em không nghĩ cái điều đó sẽ làm cho vợ tổn thương, bởi vì nó đâu có, thứ nhất là nó không có lớn tiếng, thứ hai là nó không mang ý nghĩa là nó dung tục, đúng không? Nhưng mà thực sự những cái câu nói đó nó làm cho tối về ngủ không có được á. Dạ đúng rồi. Đó là tại vì sao? Suốt một thời gian ở với chồng, đẻ con cho chồng, chăm con cho chồng ha, lo cho chồng. Như thế tự dưng bây giờ hỏi một cái câu gần như là sổ toẹt hết, đúng không? Đúng rồi. Đó cho nên là rất là lợi. Em nghĩ tới cái cảm giác mà lúc nào đó cô giận lên cô hỏi anh có biết làm chồng không, rồi trả lời sao. Thật sự nói là nó có rất là đúng, mình đồng cảm với cái vấn đề mà chị Vân vừa nói. Rồi tiếp theo đi, rồi còn gì nữa không? Tính ra thì ảnh chỉ có những cái tính như vậy thôi, chứ chồng em là người đàn ông tuyệt vời, hiếm có khó tìm, không có được người thứ hai như vậy đâu. Thật sự ảnh chỉ có cái tính như vậy thôi. Ý là bốn cái đó rồi đó mà là tuyệt vời, hiếm có, khó tìm. Bây giờ mà em bỏ luôn bốn cái xấu đi là em coi như là vô địch luôn, coi như là kiếm giống như đếm sao trên trời không có luôn đó. Tuyệt chủng luôn đó. Rồi bây giờ tới em nè. Nhưng mà khoan chị hỏi chút xíu nữa, cái gia trưởng á, cái em có thể nói một cái câu chuyện gì mà nó liên quan tới gia trưởng một chút xíu không? Tại vì theo như là em nói hồi nãy á, thì chỉ là biết như vậy thôi, chứ còn á, để chị xem là thực sự ảnh có gia trưởng hay không để mà chị mới chia sẻ với em được. Điển hình là một câu chuyện, tại vì chị nghe giọng nói của bạn này ha, chị nhìn cái khuôn mặt của bạn này á, thì chị không nghĩ bạn này là gia trưởng đó. Có câu chuyện nào không? Thật ra mọi cái vấn đề mâu thuẫn của vợ chồng em nó bắt nguồn từ cái lúc mà em sanh em bé ra. Thì lúc mà em sanh em bé ra như vậy á, thì tâm lý của phụ nữ mới sanh cháu xong á thì nó rất là muốn gần gũi với lại người thân của mình. Thì cái giai đoạn đó của là khoảng tháng 3 2020 là cũng là dịch Covid luôn, dịch Covid lần 1. Thì thật ra là cũng vì vấn đề kinh tế, hai vợ chồng em ở trọ này kia đó mà hai vợ chồng em ở riêng nữa, cho nên là không để ảnh chăm sóc em này kia cũng rất là khó khăn. Cho nên là ảnh muốn là gửi em về dưới quê nội. Một mình em về dưới quê nội thôi với em bé, còn chồng em thì ở đây. Nhưng mà thì em thì không muốn như vậy. Với lại một phần là do em cũng chưa từng làm dâu nữa. Cái thời gian mà em, từ lúc mà em quen chồng tới lúc em cưới chồng, thực ra là em cũng có về dưới quê chồng cũng mấy lần, nhưng mà không có nhiều thời gian để gần gũi với, thật sự là không có nhiều thời gian gần gũi với ba mẹ bên chồng lắm đâu. Thì còn mẹ em lúc đó thì mẹ em cũng đã mở lời á là muốn đưa em về chăm sóc em, mẹ ruột em nha. Muốn mở lời là muốn em ở đây để bà chăm sóc. Nhưng mà chồng em không. Nhất quyết là đem về dưới quê để cho ông bà nội chăm sóc. Rồi giờ chị hỏi em chút xíu, sao vậy em? Bộ em không có biết đến cái chuyện là lúc nào cũng vậy hả, con gái mà lúc sanh á là luôn luôn là mẹ ruột á, mẹ ruột là cái người mà cần phải có mặt để mà đỡ đần cho con mình. Em có nghe những cái chuyện về như vậy không? Dạ thì thật sự thì em cũng có nghe. Nhưng mà lúc đó thì trong cái suy nghĩ của mình á thì mình cũng hơi ích kỷ chút xíu, là mình cũng muốn cho ông bà dưới quê là gần gũi cháu xíu. Thì lúc đó là mình cũng quyết định như vậy. Thì sau này thì em cũng có ngồi lại mà suy nghĩ,
thì mình mới nói là sao mà mình độc đoán quá, mình không có suy nghĩ được cho người thân. Dạ thì đó là một cái mà em cũng gây gức tới bây giờ. Sau này mình ăn hẳn đó, phải không? Mình ăn hẳn tới giờ đó. Cuối cùng là lúc vợ đó không có về. Về bên nội. Dạ vâng, em về bên nội. Lúc về. Đó là em stress dữ lắm đúng không? Dạ đúng rồi, tại thật ra là em về với đó mà ở một nơi mình chưa từng ở nè. Rồi thật ra ông bà nội thì cũng hiền, cũng không có bắt em làm việc nhà gì hết, cũng không có phải là khó khăn gì với em, nhưng mà mình chưa hết, nghĩa là mình cũng chưa có quen với lại ban ngày ông bà còn đi làm nữa. Thì chỉ có em ở nhà với lại em bé thôi. Mặc dù là nói là về để cho ông bà chăm sóc, nhưng mà ông bà chỉ có thể phụ em cái lúc mà tối thôi. Còn ban ngày là hoàn toàn do em, mà đã ở một mình rồi với con, mà ở một nơi rất là lạ, không biết đường xá, không chỉ biết cái nhà của mình thôi, chỉ biết cái phòng của mình thôi. Cho em căng thẳng mà em stress kinh khủng khiếp luôn, không có bạn bè. Em ở dưới bao lâu? Khoảng 4 tháng. 4 tháng? Cũng may. 4 tháng là về lại với chồng đúng không? Dạ đúng rồi, 4 tháng thì em quay về thành chứ phố. Chứ còn em mà giam nó 1 năm là nó khùng luôn đó. Dạ. Nhưng mà dầu gì thì chồng em cũng nói đó là cái quyết định. Nói chung của anh cũng rất sai, hay rất sai. Đó. Ăn hẳn tới giờ đó. Dạ. Thôi chắc có lẽ là hai vợ chồng cũng đã nói với nhau về những cái việc đó xong hết rồi đúng không? Dạ. Giải tỏa hết rồi đúng không? Dạ. Đó, rồi bây giờ tới phần em. Đó. Quay trở lại với cái câu chuyện của cổ. Đó, những tật xấu của cổ là gì? Dạ thì vợ em thì có tật xấu là nóng tính. Dạ. Nóng còn, luôn, còn em nóng luôn, vợ hai nóng chồng luôn. Kiểu dạ. Đều nóng trời hết luôn. Ơi. Dạ. Mà khi bạn hay nóng tính thì bạn hay hay giao tiếp mà kiểu hơi lớn tiếng với lại người nhà. Dạ. Thì cái đó thì hơi nóng tính. Ủa hai vợ chồng là ở riêng hay là dạ. Có ở chung với ai không? Dạ thì hai đứa em ở riêng nhưng mà ở gần nhà ngoại. Dạ. Lớn tiếng với bên gia đình ngoại luôn. Thì cũng không có lớn tiếng gì mấy, nhưng mà bạn nói chuyện thì lúc đó em cảm thấy là hơi bị cọc cằn xíu. Hơi cọc cằn với người thân. Dạ. Rồi hơi cọc càng nóng tính rồi đó. Dạ thì còn một cái nữa là bạn cũng hơi ít làm việc nhà, hơi làm biếng xíu. Dạ né chữ làm biếng phải không? Dạ hơi ít làm việc nhà. Thì mỗi lần mà em đi làm về em mệt mà em thấy nhà bừa bộn thì em lại phát cọc. Em cọc lên thì em cũng làm mà em làm thì em lại càm ràm. Làm mà cọc là ổng. Dạ. Còn đây là không làm đó. Dạ rồi mà mỗi lần mà em nhắc nhở bạn á là phụ làm việc nhà chút xíu thì bạn lại giận. Bạn vẫn làm nhưng mà bạn lại giận mâm sáng chén. Giận nữa. Dạ thì giận. Bạn cũng hơi khó chịu. Vẫn làm nhưng mà cũng hơi khó chịu. Dạ thì cũng chính vì đó mà hai đứa cũng hay xảy ra mâu thuẫn lắm. Mâu thuẫn là chúng chỉ với việc nhà nhỏ nhỏ vậy thôi. Có khi nào mâu thuẫn mà coi như là hăm he rồi ly dị, chia tay rồi ly dị? Dạ này có kia. Ai, dạ ai có. Bên nào bên dạ nào? Vợ em thì đòi ly dị. Nhưng mà em nói với vợ là em hãy suy nghĩ cho con, tại vì con còn quá nhỏ, nó mà mất cha mất mẹ thì không phải mất mà là xa rồi xa mẹ, cha mẹ thì nó thiếu thốn tình thương tội lắm. Dạ thì em cũng khuyên thì mới đầu bạn này cũng cương quyết lắm. Dạ thì cương quyết thì khuyên rồi không nghe thì cái em lại em ôm cái rồi thôi. Dạ thì em ôm cái thì bạn này cũng xìu xuống. Dạ nhưng bây giờ em bé thì có được ngoại hỗ trợ đỡ đần cho hai đứa để đi làm không? Dạ có, thì ra ban sáng thì em sẽ gửi con cho bên nhà ngoại cũng gần đó thôi. Để cho ngoại phụ chăm thì tối hai vợ chồng đi làm về sẽ đón về. Con nội vậy là rồi. Ở dưới quê lận đúng không? Dạ, đúng nội rồi. Là ở đâu? Dạ nội em thì ở dưới quê ở Vĩnh Long. Dạ. Cưng ông nội cưng cháu không? Dạ rất là, ông bà nói chung là bên nội bên ngoại đều rất là cưng. Đều rất là cưng đúng không? Dạ. Trong khoảng thời gian này thì chắc chắn là tạm thời là không gặp nội khoảng thời gian nữa. Dạ, mà hy vọng là qua dịch rồi thì chắc có lẽ là đi lại thuận tiện rồi thì chắc là bà bồng bế lại về nội chơi thường xuyên. Không, bởi vậy mới nói là nhân cái cặp của tụi em á, muốn chia sẻ một chút xíu với các cặp vợ chồng son, nhất là cái thời điểm mà thực sự gì nè, cái vấn đề á, mà khi cái người phụ nữ em, cái người phụ nữ á, khi người ta mới sanh á, thì cái người mà người ta cần nhất đó là chồng bên cạnh mình. Cái thứ hai nữa là mẹ ruột. Đó là hai cái người mà không thể thiếu được.
Em biết ông chồng là về mặt tình cảm, về mặt sẻ chia. Còn cái người mẹ ruột là gì em biết không? Khi sanh xong nó nhiều thứ lắm, không phải làm việc không. Nó có những cái tế nhị của phụ nữ mà chỉ có mẹ ruột mới có thể hỗ trợ được thôi. Em hiểu không? Đó, thành ra là chị nghĩ là hồi đó chắc là em cũng muốn là cháu nó phải thân thiết với bên nội, đúng không? Dạ. Để cho nên là chị nói em làm gì làm lá rụng về cội, nội ngoại của nó cưng lắm. Hả? Ông bà cưng nó là nó sẽ cưng với ông bà thôi. Cho nên các cặp vợ chồng son á, thì mai mốt á, nếu mà vợ mình có sanh á, thì né trường hợp giống như bạn chồng bên đây nghe, là tại vì cứ để những cái thời gian đầu phải để cho mẹ ruột ở gần với lại vợ của mình là hay nhất. Rồi. Là cái tâm lý sẽ giải tỏa. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, thì đầu tiên thì em cũng mong muốn vợ thay đổi là cũng bớt nóng tính lại. Mình nói chuyện với nhà thì mình cũng nhỏ nhẹ xíu. Dạ. Vậy thôi. Thì cái nữa là nếu mà có thể có thời gian á, thì phụ giúp em xíu là dọn dẹp nhà xíu. Bớt làm biến lợi đúng không? Nó khéo đó, nó khéo đó. Dạ, còn lại thì nói chung là vợ rất là biết yêu thương gia đình. Dạ, cũng chịu học hỏi, nó cũng nói chung là cũng ok. Rồi. Dạ. Nghe này, bây giờ còn chạy rap nữa không? Dạ thì tạm thời bây giờ thì em không chạy nữa. Em chỉ tập trung là làm ở cơ quan. Dạ. Với lại là em làm những bà em làm kỹ thuật bảo trì cho những cái người quen. Dạ. Làm kỹ thuật bảo trì mệt lắm em. Bảo trì về cái gì em? Về dạ điện. Thì em chuyên về bên máy lạnh gia đình. Dạ. Giúp lấy số luôn. Lấy số á, lấy số. Nhà em ở đâu? Nhà em ở đâu? Nhà em thì ở bên phường 3 quận 8. Quận 8 chạy qua quận 10 gần, mà lên thành phố Thủ Đức hơi xa. Ừ, thành phố Thủ Đức hơi xa, nhà chị Túc Thủ Đức. Rồi, nhà mấy nay máy lạnh chảy nước quá em ơi. Rồi còn em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em thì mong muốn ông xã thay đổi về cái vấn đề là anh có nóng giận em cỡ nào cũng được, nhưng mà đừng có bao giờ nói em những cái lời như vậy. Những cái lời mà đụng chạm vô cái tự ái của em là em không có chấp nhận được. Và nhiều lúc em có khi là em không bình tĩnh được là em sẽ xảy ra những cái vấn đề mà mình không còn kiểm soát. Không còn kiểm soát, đã từng một số lần em như vậy rồi. Và em biết nên em muốn anh thay đổi cái điều đó. Còn cái thứ hai nữa là anh hay bị dễ có cái suy nghĩ tiêu cực á, hay kiểu giống như là bị miễn dịch kém với thông tin đó, hay nghe người này người kia đó nói này nói kia là hay suy nghĩ tiêu cực. Rồi khi tiêu cực ra thì lại nói những cái lời không có, lại hay ho với người khác, không nói lời hay ho với người khác, cho nên là nó ảnh hưởng tới công việc anh rất là nhiều. Nên là em cũng muốn là anh thay đổi cái điều đó để cho cuộc sống mình nó tốt hơn. Có lẽ hai người đều mong muốn nhau á, là lựa lời để mà nói trước khi mình nói đó. Nói chung bây giờ cuộc sống giờ là vậy đó. Nhưng ông bà mình nói sao ta, gì không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đó. Ừ đó, thì đúng là vợ em nói đúng đó, có nghĩa là vậy, nó sẽ mang lại nhiều những cái tốt cho mình hơn. Rồi thôi, chúc cho em hai vợ chồng ha sẽ luôn luôn thuận thảo thấu hiểu nhau và luôn nói những lời yêu thương với nhau nha. Với lại em á, đừng bao giờ suy nghĩ những cái gì nó tiêu cực nữa. Cuộc đời nó có rất nhiều thứ để chúng ta suy nghĩ. Vốn dĩ cuộc sống này ngày càng khó khăn, cho nên hãy suy nghĩ những gì nó tích cực và nó mang đến cho chúng ta thật nhiều năng lượng để có sức khỏe để mà làm việc. Em bây giờ là siêu nhân rồi đó nha. Đã ép không là mắc bệnh là em đã có kháng thể tự nhiên rồi, em lại còn được chích hai mũi nữa là em giờ là vô địch đó. Rồi, chào hai em, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau.